xin chào các anh chị và các bạn à, tôi sẽ hướng dẫn tiếp một cái thao tác đơn giản ừ. à, một cái mục tiêu nữa để cho các anh chị và các bạn có cái sự đa dạng trong cái quá trình mình thao tác thực hành thì trong cái bài học video này thì tôi sẽ hướng dẫn các anh chị à, thao tác quảng cáo một chiến dịch với mục tiêu tiếp thị là số lượt xem video số lượt xem video thì để làm được cái việc này thì đầu tiên chúng ta sẽ phải có video đúng không ạ thì chúng ta chọn số lượt xem video à, chúng ta cũng sẽ bấm tiếp tục trong phần đối tượng thì chúng ta cũng chọn đối tượng như bình thường à, gồm có khu vực à, rồi thì tuổi tác giới tính vùng miền sở thích thói quen hành vi à, các cái nhóm mục tiêu chi tiết nhân khẩu sở thích vân vân như chúng ta đã chọn đúng không ạ vị trí quảng cáo thì chúng ta cũng chọn tự động hoặc là được chỉnh sửa à, riêng phần ngân sách và lịch chạy thì chúng ta thấy nó bắt đầu khác đúng không ạ lúc này tối hóa quảng cáo phân phối cho cái gì thì nó có cái chế độ gọi là true play true play tức là nó sẽ tính video tối đa là 15 giây thì chúng tôi sẽ phân phối quảng cáo để được nhiều lượt phát hết video đúng không ạ? Với các cái video dài hơn phương thức này sẽ tối ưu hóa cho những người có khả năng phát video tối thiểu 15 giây. Tức là mục tiêu của Facebook là muốn người ta xem cái video đó tối thiểu 15 giây. Còn nếu không thì các bạn tính lượt xem liên tục thì chỉ có 2 giây thôi. Đấy, thì có lẽ là chúng ta nên chọn true play thì tốt hơn cho chúng ta ngân sách chúng ta vẫn chọn ngân sách hàng ngày hoặc ngân sách chọn đời chúng ta đặt tiền vào đây 100 200 ngàn gì đó đúng không ạ tùy vào ngân sách của chúng ta hoặc là một triệu gì đó được chưa ạ vâng Đấy, chúng ta tính đến thời điểm lượt hiển thị và tính hoặc là tính true play đó thế thì bắt đầu chúng ta nhìn sang cột bên phải này cột bên phải này thì giả sử như chúng ta đang chọn là số người tiếp cận tiềm năng là 61 triệu tức là ở mức rộng nhất thế là ta sẽ thử bóp nó hẹp lại chúng ta sẽ xem ví dụ như chúng ta chạy Hà Nội đó à, bán kính chỉ thành phố thôi à, chúng ta sẽ chọn là từ 22 cho đến khoảng 40 thì ta sẽ thấy cái sự biến đổi như thế nào nữ ạ Vâng lúc này chỉ còn hai triệu rưỡi thôi thì chúng ta ta thấy rằng là số người tiếp cận cùng với một số tiền là một triệu à, chúng ta đã thay đổi à, còn có 26k cho đến 76k số người tiếp cận thôi À, còn nếu mà chúng ta để như vừa nãy Chúng ta để rất là rộng Chúng ta để à, Việt Nam Cái số lượng người lớn hơn hẳn Là 61 triệu Thì chúng ta có thể tiếp cận được 29k cho đến 85k Cái này nó sẽ rất là thay đổi Thì trong cái quá trình các bạn nhắm chọn Các cái mục tiêu thiết thị khác nhau này Các cái uh, loại hình khác nhau này Ngân sách khác nhau này Nhắm chọn đối tượng chi tiết sâu hay nông Rộng hay hẹp Thì nó cũng tạo ra các kết quả ước tính là khác nhau tại sao lại là ước tính bởi vì facebook nó cũng không tính được chính xác cho chúng ta đâu à, thì thường cái con số nó sẽ rơi vào cận dưới của điểm trung bình thì chúng ta có thể chọn như vậy được chưa ạ sau đó thì chúng ta lại tiếp tục à, trong phần quảng cáo thì chọn định dạng đúng không ạ à, chúng ta cũng lại tiếp tục à, chọn đến fanpage của chúng ta ví dụ như là pa marketing Đấy. khóa học facebook marketing chuyên nghiệp chuyên sâu và thầy Phan Anh đi. Ví dụ thế đặt cho năm ngầu. Rồi bây giờ mình chọn video mình có thể um, tích hợp với trải nghiệm tức thì nếu mình muốn. Đấy ví dụ như là mình uh, thêm video vào đây thì mình có thể chọn video trong cái tài khoản của chúng ta. Rồi trên này có rất nhiều các video mình đã đăng. Uh, chúng ta thử chọn một cái video nào đấy xem sao. Ok. Đó. Để chúng ta nhìn thấy. Bây giờ chúng ta sẽ viết à, học Facebook Marketing qua video cùng với thầy Phan Anh. Rồi. Mình cũng có thể thêm URL trang nếu mình muốn. URL trang tức là cái cái đường link ấy. Đây, mình vào đây. Copy cái link này cho nhanh. Vứt ở đây. Xong. Đó. Nút kêu gọi thì mình có thể chọn cái nút là gửi tin nhắn hoặc là đăng ký. Rồi. Tùy mình chọn cái nút nào cũng được. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa ạ. Thì lúc này người ta sẽ bấm vào cái video này người ta xem. Xem hết cái video này nó sẽ có thể bấm vào cái đường link web này. Hoặc là người ta có thể bấm vào nút đăng ký hoặc là bấm vào nút... Uh, gửi tin nhắn nếu mà bạn chọn tin nhắn, tùy mình ok thế là như vậy là xong rồi thì mình bấm xác nhận là mình chạy thôi nhưng mà cái bí quyết là mình chạy video là như này à, cái video thì mình phải sản xuất cái video nó rất là hấp dẫn và video nó ngắn thôi nha, cố gắng là khoảng độ à, dưới 2 phút, 3 phút đổ lại à, và nội dung phải rất là nhanh, rất là gây cấn rất là quyết liệt à, bởi vì nếu mà cứ xem lề dề lề dề ngày rộng tháng dài thì người ta sẽ không xem đâu thì mình phải nội dung nó phải rất là gay cấn riêng đối với quảng cáo video thì nội dung video rất là quan trọng bởi vì người ta sẽ bấm vào video người ta xem và xem sau đó thì người ta thích người ta có thể ra quyết định mua ngay cho nên là mình phải 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 làm à, nội dung rất là hấp dẫn thí à, dụ như là trong năm vừa rồi thì à, tôi cũng đã thấy là rất là nhiều các cái hãng thời trang họ à, làm các cái video ngắn khoảng bốn năm đến 60 giây ví dụ như là người mẫu người ta mặc cái áo hay cái váy vào À, sau đó người ta có thể quay ngang quay ngửa người ta có thể à, có người nói về cái sản phẩm này ví dụ như là, à, chất liệu 100% cốt tông Mặt rất là mát rất là thấm mồ hôi hàng của hãng à, Noren vân vân à, rồi giá chỉ là 500 trăm ngàn bảy ngàn gì đó à, như vậy cái hình ảnh tốt nhất là hình ảnh quay dọc thì cái video này là cái video đang quay ngang này tại sao lại quay dọc bởi vì cái quay dọc ấy, thì khi ở trên điện thoại di động ấy thì nó sẽ hiển thị được nhiều cái phần diện tích hơn à, chúng ta lưu ý về cái 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 định dạng quay dọc video hoặc là hình ảnh quay dọc nhá thì đấy là một số những cái gợi ý cơ bản thôi thế còn nội dung làm như thế nào để hay thì ta sẽ phải bàn trong các câu chuyện khác còn thao tác thì như vậy nó rất là nhanh đấy là lý do tại sao mà tôi hướng dẫn rất kỹ cái phần tương tác thế còn những cái phần khác phần khác phần khác thì à, các bạn có thể thấy là nó tương tự như thế nó chỉ khác nhau là cái định dạng và cái mục tiêu đấy và mỗi một cái định dạng mục tiêu khác nhau thì chúng ta sẽ cần quan tâm đến cái định dạng đó, cái nội dung video hay là cái nội dung đường link website đó, còn cái thao tác và cái tư duy nhắm chọn thì nó cơ bản là giống như nhau, hiểu chưa ạ? Vâng, ngoài ra thì nó sẽ còn các mục tiêu khác nữa thì các bạn tự xem thêm à, trong cái điều kiện mà tôi chưa làm thì tôi cũng không phải là tôi không làm được mà là nội dung nó cũng vừa xem xem giống nhau như vậy thì tôi không muốn làm nữa. thì bây giờ tôi sẽ nói cho các bạn về cái thử nghiệm phân tách nha à, cái thử nghiệm phân tách này ở bất kỳ một cái mục tiêu nào nó cũng đều có thì ví dụ như là mình bật cái thử nghiệm phân tách AB này đấy thế thì cái nó hỏi là mình muốn thử nghiệm gì thử nghiệm nội dung hay là tối ưu hóa phân phối hay đối tượng hay vị trí thì nó sẽ so sánh nếu mà mình muốn à, thử nghiệm đối tượng thì mình sẽ chọn hai đối tượng đối tượng A và đối tượng B ví dụ đối tượng A mình chạy rất rộng và đối tượng B mình chạy hẹp thì Facebook nó sẽ đẩy cùng một nội dung đến hai đối tượng cùng một ngân sách nó chia làm đôi nó chạy và sau đó nó đánh giá cho mình là cái đối tượng nào tốt hơn thế Thực ra thì khi mình làm hai ba chiến dịch của mình Thì mình cũng đã tự làm AB testing rồi Mình cũng không cần phải làm thử nghiệm AB như thế này nữa Tùy mình nhá. đấy Thế còn tối ưu hóa ngân sách thì cũng tương tự như vậy à, Mình cũng có thể chia ngân sách ra ví dụ mình chạy là 200.000 một ngày Thì Facebook nó cũng sẽ chia làm đôi cho mình Mỗi một ngày nó chạy 100.000 Và nó cũng sẽ thay đổi các cái Các cái chỉ số khác nhau để cho mình Tối ưu được đó thì các bạn có thể sử dụng thêm thì cái phần này thì tôi cũng không đánh giá là nó tốt hay là nó không tốt tôi cũng không khuyên các bạn là nên chạy hay không nên chạy thì tùy vào trải nghiệm của từng người cá nhân tôi thì tôi thích tự ab testing hơn hơn là để facebook ab testing cho tôi đó thì các bạn có thể thể suy nghĩ về điều đấy nhé rồi à, nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì các bạn có thể liên hệ với tôi để được tư vấn và trợ giúp à, rồi Facebook của tôi và các thông tin của tôi các bạn đều đã có được chưa một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong video vào tiếp theo xin chào